Quảng cáo mở bán dự án rầm rộ, thậm chí ôm tiền của khách hàng nhưng sau nhiều năm vẫn không triển khai. Khu vực dự án chỉ là bãi đất trống. Đây là thực trạng đã và đang xảy ra tại nhiều dự án bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, dự án City Grand của một doanh nghiệp có tiếng trên thị trường bất động sản là công ty cổ phần Kiến Á cũng từng rơi vào tình trạng tương tự. Đến nay, sau 3 năm mở bán, tiến độ dự án City Grand trông ra sao? Có còn là bãi đất trống hay không? Các bạn hãy cùng Cafe Lên dạo một vòng dự án để xem tiến độ hiện tại ra sao. Và đừng quên ấn nút đăng ký kênh để đồng hành cùng Cafe Lên nha. Theo quảng cáo, dự án City Grand tọa lạc tại trung tâm khu đô thị Cát Lái rộng 152 hectare thuộc phường Cát Lái, thành phố Thủ Đức của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Vĩnh Phú làm chủ đầu tư, đơn vị phát triển là công ty cổ phần Kiến Á. Theo tìm hiểu thì Kiến Á là doanh nghiệp có tiếng trong lĩnh vực bất động sản. Công ty này thành lập từ năm 1994, có trụ sở chính tại phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, chưa hoạt động trong lĩnh vực bất động sản và giáo dục. Ngoài dự án City Grand thì tại khu đô thị Cát Lái, đơn vị này đã triển khai thành công các dự án như City Esto, City Soho, City Home, City Anto. Bên cạnh các dự án trên thì Kiến Á còn triển khai các dự án khác ở thành phố Hồ Chí Minh như City Bella, Imperia An Phú. Theo chia sẻ của những khách hàng mua dự án City Grand vào cuối năm 2019 thì phía chủ đầu tư hứa hẹn sẽ bàn giao nhà vào quý 4 của năm 2022. Tuy nhiên, mặc dù năm 2022 chỉ còn chưa đầy 6 tháng, thế nhưng hình hài của dự án này vẫn chưa thấy đâu. Ghi nhận thực tế của Cafe Land vào tháng 7 cho thấy khu vực dự án đang quay tôn kín mít. Trên hàng rào tôn này có những tấm pano giới thiệu phối cảnh dự án rất lung linh và hoành tráng. Thế nhưng bên trong dự án hiện chủ yếu là đất trống và chỉ có lác đác vài công nhân thi công. Thưa quý vị, theo ghi nhận của tôi thì hiện tại bên trong con đường dự án này chỉ có một vài công nhân và máy móc đang thi công, nên không khí thi công không được nhộn nhịp cho lắm. Và theo quan sát của tôi thì hiện dự án này đang trong quá trình thi công ép cọc thử tải. Có một số vị trí khác thì cũng chỉ đang trong quá trình san lấp mặt bằng. Theo đó, hiện phần lớn diện tích của dự án đã được san lấp mặt bằng. Thế nhưng tại vị trí đã được san lấp mặt bằng, chỉ có 2 chiếc xe cẩu phục vụ quá trình thi công ép cọc thử tải. Với tiến độ như hiện tại thì cư dân phải đợi thêm ít nhất là 2 năm nữa mới hy vọng dự án này được bàn giao. Theo quảng cáo thì trên lô đất rộng 1,8 hectare này, chủ đầu tư sẽ cho xây dựng tòa tháp cao 25 tầng với tổng số là 666 căn hộ. Các căn hộ tại dự án này có diện tích dao động từ 56 đến 60 mét vuông, được bố trí 2 phòng ngủ. Các tiện ích được tích hợp tại dự án như hồ bơi, khu thư giãn ngoài trời, lối chạy bộ, khu barbecue. Quan sát thực tế cho thấy, nằm sát bên cạnh dự án City Grand là các dự án như City Esto, City Soho, City Home cũng do Kiến Á triển khai và đã đi vào hoạt động. Do vậy, các căn hộ tại dự án City Grand có hướng view về các dự án này phần nào sẽ bị che chắn. Còn đa số các hướng còn lại đều sở hữu tầm view đẹp và thông thoáng vì không bị nhà cao tầng che chắn. Ngoài ra, dự án này cách sông Rạch Chiếc khoảng 1,5 km và cách sông Xoài Rạp khoảng 1,4 km, nên phần nào hưởng được không khí thoáng mát từ các con sông này mang lại. Bạn đánh giá như thế nào về vị trí của dự án này? Hãy cho mọi người biết ở phần comment nha! Dự án City Grand tọa lạc gần vòng xoay Mỹ Thủy nên sở hữu khả năng kết nối giao thông khá linh hoạt thông qua các trục đường giao thông lớn bao quanh dự án như đường Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công, cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây. Tuy nhiên, từ vị trí dự án đến trung tâm thành phố và các tiện ích nổi bật còn khá xa. Cụ thể, dự án City Grand cách trung tâm thành phố Thủ Đức 4 km, cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh khoảng 12 km hay 17 km đối với bến xe miền Đông và 19 km đối với sân bay Tân Sơn Nhất. Thưa quý vị, bên cạnh những ưu điểm kể trên thì dự án này cũng có một nhược điểm khá lớn. Đó là hiện thì để vào dự án này chỉ có duy nhất một tuyến đường Nguyễn Thị Định. Thế nhưng hiện tại tuyến đường này có rất nhiều xe container di chuyển qua lại để vào cả Cát Lái. Cho nên thì tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ tai nạn giao thông. Theo đó, vấn đề giao thông trong thời điểm hiện tại là điểm quan ngại nhất đối với dự án City Grand. Bởi lẽ có khá nhiều xe container di chuyển liên tục cả ngày lẫn đêm để ra vào cảng Cát Lái. Điều này gây khó khăn và nguy hiểm cho người tham gia giao thông, đặc biệt là người đi xe máy. Bên cạnh những hạn chế về hạ tầng, thì dự án City Grand còn có một điểm trừ, đó là quanh dự án, các công trình y tế, văn hóa, giáo dục, thương mại vẫn chưa có gì nhiều. Sau này cư dân sẽ phụ thuộc nhiều vào những tiện ích nội khu của chính dự án hay là của khu đô thị Cát Lái,
hoặc sẽ phải đi xa hơn từ 7 đến 15 km mới sử dụng được các tiện ích ngoại khu như trung tâm thương mại, chợ, bệnh viện, khu vui chơi. Nếu đã từng di chuyển đến dự án City Grand, bạn đánh giá như thế nào về hạ tầng giao thông và tiện ích tại khu vực này? Hãy cho mọi người biết ý kiến bên dưới video nha! Vì được định vị là dòng sản phẩm cao cấp đầu tiên tại khu đô thị Cát Lái, nên dự án City Grand có giá bán cao hơn nhiều so với các dự án khác mà Kiến Á triển khai tại khu vực này. Theo đó, hiện dự án City Grand đang có giá bán trên thị trường từ 44 triệu đồng một mét vuông, trong khi các dự án khác nằm sát bên cạnh có giá bán thấp hơn hẳn. Cụ thể, như dự án City Esto và City Soho có giá bán từ 35 triệu đồng một mét vuông, hay City Anto có mức giá là 34 triệu đồng một mét vuông. Và nếu so sánh với giá bán của các dự án trong bán kính 7 km, thì dự án City Grand có giá bán thấp hơn so với giá bán 45 triệu đồng một mét vuông của dự án Jamila Khang Điền, nhưng lại cao hơn nhiều so với giá bán 34 triệu đồng một mét vuông của dự án Sky 9 và 35 triệu đồng một mét vuông của dự án Thủ Thiêm Garden. Theo bạn thì với khả năng kết nối và tiện ích như hiện tại, thì giá bán của dự án City Grand có hợp lý? Hãy chia sẻ ý kiến của mình vào bên dưới video để mọi người cùng bàn luận nha! Và nếu như bạn đang quan tâm một dự án nào khác, đừng ngần ngại đề xuất tên dự án ở phần comment. Nhóm phóng viên Kavelan sẽ khảo sát và thực hiện review trong thời gian sớm nhất. Đồng thời hãy nhấn like, share để lan tỏa video. Và đừng quên nhấn subscribe kênh để đồng hành cùng Kavelan TV trong những video review dự án tiếp theo.